Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định chủ đề năm 2024 là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và nghị quyết 98 của Quốc hội. Thành phố rất cần sự vào cuộc trách nhiệm, đặc biệt là sự dấn thân, tinh thần xông pha của các cơ quan báo chí xuất bản. Đó là nhấn mạnh của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải tại hội nghị tổng kết công tác báo chí xuất bản năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 diễn ra vào chiều nay. Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hồng Sơn cho biết, năm 2023, các cơ quan báo chí đã chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ truyền thông gắn với chủ trương, định hướng, trong đó có việc kịp thời thông tin, tuyên truyền các nghị quyết về phát triển thành phố, dự án đường vành đai 3, dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, các giải pháp giải ngân đầu tư công. Các cơ quan xuất bản đã nỗ lực thực hiện nhiều loại sản phẩm, hoạt động phong phú nhằm góp phần lan tỏa văn hóa đọc và cung cấp nhiều xuất bản phẩm có giá trị đến công chúng. Năm 2024, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục định hướng cơ quan báo chí thành phố, cơ quan báo đài trung ương có ký kết hợp tác truyền thông với thành phố, tuyên truyền về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị và nghị quyết 98 của Quốc hội. Đẩy mạnh thông tin về góp ý, hiến kế, tập trung về các giải pháp phát triển Thành phố Hồ Chí Minh theo chủ trương chính sách của Trung ương. Liên quan công tác truyền thông chính sách, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đình Thắng đề xuất các sở ban ngành, cơ quan nhà nước chủ động truyền thông chính sách, sẵn sàng cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí. Sở Thông tin Truyền thông thành phố sẽ tập trung vào cơ chế đặt hàng, tăng kinh phí giải thưởng báo chí thành phố, giải thưởng báo chí hàng quý. Việc chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí cũng sẽ được chú trọng trong năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải đề nghị các cơ quan chức năng thành phố phải bám sát chủ đề năm và các nhiệm vụ giải pháp phát triển thành phố để xây dựng kế hoạch công tác truyền thông, tạo sự lan tỏa tích cực, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Về một số các cái nội dung đối với các cơ quan báo chí xuất bản thì mong các đồng chí quan tâm thêm, nỗ lực bắt kịp xu hướng chuyển đổi số báo chí, làm chủ công nghệ làm báo hiện đại, thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong sản xuất tin tức, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường đầu tư các tác phẩm báo chí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, sẽ tập trung hỗ trợ các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố thực hiện giai đoạn 2 của đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và đề án hợp nhất nhà xuất bản của thành phố. Với một tinh thần thế mạnh của các cơ quan báo chí, chúng ta được bám sát tôn chỉ mục đích và những vấn đề trọng yếu từ nghị quyết của Đảng bộ thành phố cũng như những 98 gần đây, hơn nữa là nghị quyết chủ đề năm 2024 của Đảng bộ thành phố, để sẽ làm tốt hơn công tác truyền thông và phát huy để chúng ta dẫn dắt, định hướng, tạo ra một cái sự truyền thông hết sức tích cực về cái dòng chủ lưu phát triển của thành phố chúng ta. Dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã khen thưởng nhóm tác giả của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đạt giải B giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng lần thứ 8 năm 2023 với tác phẩm Niềm vui lớn, trọng trách lớn, đồng thời trao thưởng cho tác giả, nhóm dịch giả, nhà xuất bản đạt giải thưởng sách quốc gia lần thứ 6 năm 2023.